Bạn bòi. Không có đâu. Cái này vị khác với ép phê la gang ấy. Đương nhiên rồi. Cái phê la gang thông thường ấy hả? Vâng. Đây là của Pháp. Ừ. Cái này nó có codeine nữa cho nên là tác dụng giảm đau nó sẽ tốt hơn. Cái này uống trà giảm đau thế này. Ừ, cái này làm đau tốt hơn. Nếu mà chập hai viên vào uống cầm nó còn phê phê nữa thôi. Ừ. Chưa bao. Bắt đầu. Nó biến mất tiêu rồi.